7 điều sớm muộn cũng hủy hoại cuộc đời bạn. Nhìn thấu để sống đúng nghĩa hơn. Đã bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh trên đường đời? Đã khi nào bạn nhận ra mình từng đánh rơi những điều chân quý nhất? Có những thói quen tưởng vô hại nhưng chính là đang hủy hoại cuộc sống của bạn không chừng. 1. Không biết bản thân mình muốn gì. Có câu biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Không biết mình chính là một loại thất bại cay đắng nhất. Bản thân muốn gì, thích gì, cần gì đều u minh minh. Thử hỏi làm sao bạn có thể thành công? Chỉ khi có đích ngắm, bạn mới có nỗ lực phi thường. Chỉ khi có vạch đích, đôi chân bạn mới được tiếp thêm sức mạnh. Nếu trước mặt chỉ là khoảng trống mờ ảo, sương mù giăng kín, trước không thấy đường đi, sau chẳng thấy lối lùi, thì chính là người ta đang sống thừa, sống trong vô minh. Kiểu sống ấy đôi khi còn tệ hại hơn là cái chết. 2. Nghĩ quá nhiều, bi quan về tương lai. Đó lại là một cực đoan khác, trái ngược hẳn với điều số 1. Người hay lo nghĩ sẽ tích thành tâm bệnh, luôn chần chừ, không quyết đoán đối diện với vấn đề, cứ mãi chờ đợi vô vọng một điều gì đó. Khi người khác đang tiến lên về phía trước thì họ vẫn tần ngần ngồi nghỉ giữa con đường, mơ tưởng những thứ hão huyền nhưng không bao giờ ra tay hành động. Họ thấy đoạn đường phía trước thật xa nhưng không đủ dũng khí bước đi. Đó hoàn toàn là một sự thất bại. 3. Không kiên trì theo đuổi một mục tiêu. Nếu bạn chuyên tâm đào giếng ở một cái lỗ, có thể một ngày nước sẽ trào lên. Nhưng nếu chỗ nào bạn cũng đặt lưỡi khoan của mình đào tới đào lui lỗ này, chốc chốc lại chạy sang dò lỗ khác, thì khẳng định cả đời cũng không đào được cái giếng nào. Kiên trì là phẩm chất hàng đầu của những người thành công. Nếu chưa đủ tự tin vào chính mình, hãy thử cố một lần. Ông bà ta chẳng dạy cần cù bù thông minh đó sao? Ở đây không phải nói là bạn không nỗ lực, mà nói bạn nỗ lực chưa đủ, hoặc giả luôn nghĩ mình sẽ không thể thành công, lựa chọn buông xuôi. 4. Không chịu nổi sự cô đơn. Trên thế giới này chẳng ai là có thể kề vai sát cánh với bạn cả đời, bao gồm cả cha mẹ, càng không thể nói tới bạn bè hoặc người yêu. Vậy nên bạn phải biết cách dựa vào chính mình, tự lực cánh sinh. Chỉ khi làm được điều đó, người ta mới dần dần trưởng thành trong gian khổ, bước đi những bước vững chắc trong đời. Cô đơn chính là một làn gió, gió thổi đến rồi lại bay đi, muộn phiền cũng như trăng rằm, sáng rồi lại tối, mọc rồi lại lặn. Đừng để những thứ tình cảm u buồn quấn chặt lấy bước chân. Hãy ngẩng mặt lên, bầu trời tinh tú hãy còn ở trên đầu bạn. 5. Không dám vượt khỏi ranh giới của mình. Với loại tính cách này, đôi khi cơ hội bày ra ngay trước mắt, nhưng bạn cũng không dám quyết đoán làm ngay. Tại luôn cân nhắc nhẹ nhàng thiệt hơn, và cuối cùng để tuột mất cơ hội. Bạn hãy nhớ, trên thế gian này không có việc gì là tiến thoái song toàn cả. Cuộc sống chỉ có thể cho bạn một lựa chọn. Chỉ khi nào thực sự quyết định ra tay thực hiện, bạn mới có được tất cả. Hãy phá bỏ ranh giới vô hình đang ước thúc trói chặt khả năng của chính mình. Hãy để tâm hồn trí huệ của mình khai mở, và bạn sẽ thấy được rất nhiều cảnh tượng diệu kỳ. 6. Chìm đắm trong quá khứ, hối hận chuyện đã qua. Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, bởi cả một đời người kia cũng chỉ là nhân sinh như mộng mà thôi. Hà cớ gì phải sa vào những nỗi buồn, những sợi dây vô hình trói buộc do chính tay bạn tạo ra. Chuyện đã qua cũng đã qua, ngày chưa tới hãy còn ở phía trước. Hối hận chỉ làm lãng phí thời gian của bạn, tăng thêm đau khổ, hủy hoại tâm can bạn mà thôi.
7. Luôn trốn tránh đối diện với vấn đề. Chưa bao giờ trốn tránh lại là biện pháp có thể giải quyết được vấn đề. Đối diện với sự thực, giải quyết nó, chấp nhận những đau đớn có thể xảy đến mới là cách lựa chọn đúng đắn nhất. Đường đi vốn không khó, chỉ tại người ta cảm thấy sợ mà thôi. Bất hạnh cũng không đáng sợ, chỉ vì người ta không nhìn thấy được đủ những hạnh phúc xung quanh. Cô đơn cũng chẳng có gì to tát, chỉ vì người ta quên rằng mình còn có rất nhiều người đáng trân quý ở bên. Cuộc đời là tự mình quyết định, con đường cũng là tự mình bước đi. Hãy sống thật vẹn tròn, bước đi thật vững chãi. Như thế gọi là xuôi ngược trên đời chẳng ngày vui, tâm phiền không dứt luống ngậm ngùi. Đường dài ngao ngán thân còm cõi, trăm năm chớp mắt ảo mộng thôi. Những gì bạn tận mắt nhìn thấy không hẳn đã là sự thật. Vậy thì sự thật rốt cuộc nằm ở đâu? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là khung cửa để người ta nhìn ra bên ngoài và cảm nhận thế giới. Ai được trời phú cho một cặp mắt tinh anh, khỏe mạnh, quả đúng là phúc phận một đời. Nhưng mắt thịt ấy lại rất hạn chế, chỉ nhìn được những thứ hữu hình, thực tại. Muốn thấu hiểu thế giới này, người ta nhất định không chỉ tin vào mắt thấy, tai nghe. Trên chuyến tàu hỏa từ New York đến Boston, tôi ngồi cạnh một ông lão mù. Giáo sư hướng dẫn luận văn tiến sĩ của tôi cũng là một người khiếm thị. Bởi vậy, tôi bắt chuyện với ông lão khá dễ dàng. Để tỏ lòng cảm mến, tôi còn đặc biệt pha một tách cà phê nóng hổi mời ông. Thời điểm đó, xung đột chủng tộc ở Los Angeles đang diễn ra rất căng thẳng. Chủ đề cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng dần dần chuyển sang vấn đề thành kiến chủng tộc. Ông lão nói với tôi rằng mình là người miền Nam, từ nhỏ đã luôn kỳ thị rằng người da đen là chủng tộc thấp kém hơn một bậc. Người giúp việc trong nhà ông đều là người da đen. Thời còn ở miền Nam, ông chưa từng một lần dùng bữa với họ, cũng chưa từng ngồi trò chuyện cùng với họ. Khi chuyển lên miền Bắc học, một lần được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi liên hoan ngoài trời, ông đã viết rõ ràng ngay trên tấm thiệp mời rằng chúng tôi từ chối giữ lại quyền lợi của bất cứ người nào đó. Ở miền Nam, câu nói này chính là mang nghĩa chúng tôi không chào đón người da đen. Khi đó cả lớp ồ lên, còn ông thì bị thầy chủ nhiệm gọi lên trách mắng một trận nghiêm khắc. Ông còn kể rằng những lúc đến cửa hàng của người da đen mua đồ, ông luôn đặt tiền trên quầy để họ tự đến mà cầm lấy. Ông nhất quyết không bao giờ chấp nhận bất kỳ tiếp xúc nhỏ nhặt nào với họ. Tôi cười hỏi ông ấy, thế thì đương nhiên ông sẽ không kết hôn với người da đen. Ông cũng lớn tiếng cười ầm lên, tôi không qua lại với họ, làm sao có thể kết hôn với người da đen được. Nói thật rằng khi đó tôi còn cho rằng bất cứ người da trắng nào kết hôn với người da đen đều là mang đến sự sỉ nhục cho cha mẹ. Nhưng khi còn học ở viện nghiên cứu ở Boston, ông đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Tuy đại nạn không chết, nhưng hai con mắt của ông đã vĩnh viễn mất đi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Ông vào học trong một viện dành cho người khiếm thị. Ở đó, người mù được học cách dùng chữ nổi thế nào, làm thế nào dùng gậy ba tong đi đường. Dần dần cuối cùng, ông cũng có thể sinh hoạt một mình mà không cần phiền tới ai. Ông nói, nhưng điều khiến tôi khổ não nhất là không thể nhìn thấy rõ được người mà mình đang tiếp xúc có phải là da đen hay không. Tôi đã thổ lộ chuyện này với bác sĩ tâm lý của tôi. Ông ấy cũng cố gắng tháo gỡ nút thắt trong tâm tôi. Sau đó tôi rất tin cậy ông ta, chuyện gì cũng đều tâm sự.
xem ông như là thầy tốt, bạn hiền của mình. Rồi một ngày, vị bác sĩ đó nói với tôi rằng ông ấy là người da đen. Tôi ngỡ ngàng hiểu ra rằng màu da trắng hay da đen chẳng có gì khác biệt, chỉ cần biết họ là người tốt hay người xấu là đủ. Còn màu da đã chẳng còn là chuyện gì to tát nữa rồi. Chuyến tàu đã gần đến Boston. Sau một hồi im lặng, ông lão giọng run run nói: "Tôi mất đi thị lực nhưng cũng mất đi thành kiến. Nghĩ lại đúng là hạnh phúc biết bao." Trên sân ga, vợ của ông đã chờ ở đó từ lâu. Hai người ôm chầm lấy nhau một cách thân mật. Vào lúc đó, tôi phát hiện ra rằng mắt mình còn rất tối, bởi vậy thành kiến vẫn còn. Màu da thì có gì quan trọng chứ? Sao người ta cứ phải gọi họ là da đen, da vàng hay da trắng? Nó đâu có đồng nghĩa với việc họ là người tốt hay xấu, thiện hay ác, chính hay tà. Tại sao chúng ta quan trọng vẻ bề ngoài của một người mà quên mất điều ta thực sự cần là trái tim, tâm hồn, nhân cách của họ? Đôi mắt ta vẫn nhìn, thực sự nó được nhìn bởi rất nhiều thành kiến mà trong chặng đường dài đường đời ta góp nhặt vào. Ta có thể phán xét một người chỉ vì ta nghe thấy ai đó hay số đông nói như thế về họ. Rất có thể ta đã bỏ lỡ quý nhân trong đời. Đừng nhìn bằng con mắt thành kiến, cũng đừng nhìn bằng con mắt của người khác. Hãy nhìn họ bằng con mắt của chính mình, từ cảm nhận bằng trái tim bạn. Khi ta đánh giá một người về hình thức, chẳng phải ta đã đánh đổi nội tâm của họ? Một người da trắng bất thiện và một người da đen tử tế, thì ta sẽ chọn ai? Những gì nghe thấy tận tai, nhìn thấy tận mắt đều không hẳn đã đáng tin. Duy chỉ có dùng tâm mà đi cảm nhận, lĩnh hội, thể nghiệm, ta mới cảm nhận được giá trị thực sự của cuộc sống. Câu chuyện xúc động ấy khiến tôi nhớ lại một câu trong Hoàng tử bé mà tôi đã đọc từ khi còn nhỏ: thứ có giá trị nhất không phải là thứ mà con mắt có thể nhìn thấy được, mà bạn cần phải cảm nhận bằng con tim của chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.